Sáng nay, tại quận ủy Hải Châu, thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh. Theo đó, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động đồng chí Huỳnh Văn Nhạn, phó bí thư thường trực quận ủy Hải Châu đến nhận công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra thành ủy để giữ chức ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cùng lãnh đạo quận ủy Hải Châu ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác cùng những nỗ lực công hiến của đồng chí Huỳnh Văn Nhạn đối với đảng bộ địa phương trong thời gian qua. Kỳ vọng trên cương vị công tác mới, đồng chí Huỳnh Văn Nhạn tiếp tục phát huy bản lĩnh trí tuệ không ngừng trau dồi năng lực, xây dựng đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.